Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến cái mặt nạ. Face mask. Ngày hôm qua, ông giám đốc của công ty hàng không JetBlue, Christopherson, đã ra lệnh cho tất cả các nhân viên phi hành cũng như là nhân viên bảo trì máy móc cơ khí và hành khách, tất cả mọi người lên phi cơ của JetBlue hay là lởn vởn trong phi trường để chờ chuyến bay đều phải đeo khẩu trang. Mặc dù có nhiều nguồn tin, có nhiều người cho biết rằng là không cần phải đeo, đấy là nơi khác, nhưng mà các công ty hàng không đã theo đường lối của JetBlue cũng ra lệnh như vậy. Có nghĩa là từ nay quý vị vào phi trường là phải đeo khẩu trang, dù là ăn uống hay là chờ mua tàu bay hay là chờ lên phi cơ đều phải đeo khẩu trang, và các nhân viên phi hành cũng phải đeo khẩu trang. Vì công ty JetBlue nhận thấy rằng khi mà đeo khẩu trang nhiều thì cái số người bị nhiễm bệnh nó rất ít, còn nếu mà không đeo khẩu trang thì nó sẽ lan tràn trong phi cơ. Lý do là vì trong cái khoang phi cơ nó là airtight, pressurized, tiếng Việt mình dịch là gì? Không khí nó được ép, nó được nén, pressurized, nó được bao bọc kín bởi ba lớp của phi cơ, cho nên không khí nó u uẩn ở trong đó. Những người có bệnh hít thở không khí đó, những người không có bệnh cũng hít thở không khí đó. Cho nên khi mà chúng ta đeo khẩu trang thì nó sẽ ngăn cản được những cái loại không khí của những người ngồi bên cạnh, của hành khách, của flight attendant, tức là phi hành đoàn, của những người tiếp viên hàng không, flight attendant, tiếp viên hàng không, hay là của phi công, để nó giúp cho cái vấn đề nhiễm bệnh nó bớt. Còn nếu không thì chúng ta không đeo thì nói chuyện với người khách, người ta dễ bị nhiễm và người ta sẽ lây cho mình. Cho nên nói tóm lại, kể từ nay quý vị muốn đi phi cơ, quý vị phải sửa soạn ra khỏi nhà là có khẩu trang, vào phi trường đeo khẩu trang, lên tàu bay đeo khẩu trang, và trong suốt hành trình phải đeo khẩu trang. Nếu quý vị không có khẩu trang, họ sẽ mời quý vị ra khỏi phi cơ. Cho nên đây là cái luật hay mà chúng ta có thể áp dụng, và các công ty hàng không khác cũng đang bắt chước JetBlue. Rồi ngoài ra, các cái phương tiện vận chuyển, bà Tổng trưởng Bộ Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ là bà Elaine Chao, bà cũng là vợ của ông Chủ tịch đa số Thượng viện, ông Mitch McConnell, bà cũng ra lệnh là không những về phi cơ mà nên đi xe bus cũng phải có khẩu trang, đi xe hỏa cũng phải có khẩu trang, đi xe tàu điện ngầm thì lại càng phải có khẩu trang. Lý do là vì ở trên các cái xe bus hay là xe hỏa đều không khí nó bịt bụng. Rồi quý vị đi vào đường hầm gọi là tunnel để xuống tàu hỏa, xe điện ngầm, metro, rất nhiều những người homeless và những người vô gia cư họ ở tản mát, và đa số họ không có kiểm soát bệnh tật, cho nên rất nhiều hoàn cảnh để chúng ta bị lây. Nói tóm lại, quý vị nên mỗi người trong túi phải có một hai cái khẩu trang liên tục đi ra khỏi nhà, để chúng ta có thể bảo đảm an toàn cho mình và cho những người xung quanh. Rồi họ còn khuyên là khi mà đi vào ngay cả các nhà vệ sinh công cộng cũng nên có khẩu trang, và khi đó còn nên lo vấn đề thuốc rửa tay. Nói tóm lại, kỹ càng bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, nhưng mà hay nhất là quý vị luôn luôn sẵn trong người, thủ trong người một hai cái khẩu trang, face mask là như thế. Thì quý vị vào nhà thương cũng phải có. Rồi quý vị đi chợ
cũng phải có, đến Costco, đến Walmart đều phải có khẩu trang để chúng ta ngăn ngừa. Rồi chúng ta lại có câu chuyện ông Thủ tướng Shinzo Abe của nước Nhật ca tụng rằng nước Nhật của chúng tôi có thể nói rằng thành công nhất trong vấn đề ngăn ngừa bệnh dịch tàu cộng. Ký giả hỏi ông một câu, thế thì còn ở bên tàu nó cũng ít thì sao? Mà ông ấy trả lời một cách rất dễ thương. Ông bảo tôi chỉ biết công việc của nước Nhật, tôi không biết công việc của bên tàu. Vì có nhiều người nói rằng họ không thật thà, có nhiều người nói rằng họ cố ý che đậy để chạy tội, tôi không có ý kiến. Các người hãy tìm hiểu ở bên tàu. Quý vị thấy chưa, một cái nước gọi là nước tàu mà gọi là một siêu cường mà để cho người anh em nước Nhật nó khinh như vậy. Nó nói rằng là chỉ có bên Nhật mới là thật, bên tàu không có thật. Quý vị muốn tìm hiểu lấy lý do dễ hiểu. Nước Nhật quý vị biết có bao nhiêu người không? 123 triệu dân. Mà trong 123 triệu dân đó thì hết 1/3, gần như là 1/2, gần một nửa là những công dân trên 65 tuổi. Mà đa số những người chết ở Mỹ này là chết ở trong các nhà viện dưỡng lão. Bởi vì cái thằng Andrew Cuomo nó không lo đến người viện dưỡng lão, cho nên những người viện dưỡng lão mà cho vào nhà thương xong nó lại cho chuyển về, trong khi bệnh viện dư chỗ. Không ai hỏng như cái thằng dân chủ Andrew Cuomo. Nó quát, nó tháo, nó đòi chính phủ cho nó 40.000 cái máy trợ thở. Cuối cùng nó có 5.000 máy để trong nhà kho không dùng đến. Nó xin Tổng thống để cấp làm bệnh viện gấp rút cho 40.000 người. Tổng thống không những xây 4 năm bệnh viện giã chiến, lại còn cho thêm cả một chiếc tàu bệnh viện nổi 1.000 giường. Cuối cùng không có ai nằm. Quý vị thấy nói ra thì là bỏ mình chê dân chủ. Tụi nó hóc khoét lắm. Nó ăn nói mà nó không biết nó nói cái gì, nói bừa nói bãi. Giống như cái ngân sách 3.000 tỷ của mụ già Pelosi, trong đó cấp tiền cho cả dân di cư bất hợp pháp. Quý vị đi làm, tiền thuế của quý vị cho những người ăn trợ cấp welfare quý vị đã không hài lòng, mà bây giờ đảng Dân Chủ nó lấy 100 tỷ nó cho những người ở đây không có giấy tờ. Bởi vì cháu của mụ Pelosi là cái thằng Newsom bây giờ, nó đang cho 75 triệu tiền thuế của dân Mỹ cho những người di cư bất hợp pháp, mỗi người $500. Cho nên mấy ngày hôm nay chửi lộn đánh nhau quá trời quá đất vì vấn đề $500. Thế thì Pelosi cũng bắt chước cái thằng Newsom này, cho trên $100 tỷ cho những người di cư bất hợp pháp, xong rồi lại cấp tiền $100 tỷ cho những nơi phá thai, cấp 500-600 triệu cho những cái trung tâm triển lãm, viện bảo tàng như là trung tâm nhạc của John F. Kennedy, trung tâm văn hóa, như viện bảo tàng. Quý vị thấy nó vô duyên không? Nó làm như vậy để làm gì? Nó diệt nước Mỹ về kinh tế. Và nó khuyên không được công ty nào mở cửa cho đến hết năm 2020. Trong khi đó, Donald Trump ra lệnh mở cửa và nhiều 50 tiểu bang mở cửa, giờ này thành công. Cho nên thằng Gary Newsom nó xấu hổ, bây giờ cũng ra lệnh cho mở cửa, nhưng mà không cho các nhà thờ mở cửa. Quý vị thấy nó dạy rõ ràng. Có thể tới tiện đi mua cần sa được, đi vào Home Depot lăng nhăng được, đi nhà hàng được, đi tới liquor mua rượu về uống say được, nhưng mà không được đi nhà thờ. Bởi vậy Donald Trump mới ra cái lệnh không được vi phạm điều 1 hiến pháp của Hoa Kỳ là tự do tín ngưỡng. Cuối cùng đảng Dân Chủ thua và bây giờ phải thi hành. Thế thì trở lại vấn đề của nước Nhật, ông Thủ tướng Shinzo Abe ông ấy ca tụng dân Nhật của ông. Tôi thấy cái hệ thống và đường lối ngừa bệnh của dân Nhật là hay nhất. Tại sao? Dân của chúng tôi có 123 triệu dân mà đến giờ này mới có 886 người bị thiệt mạng.
Nếu mà tính ra tỷ lệ thì cứ 1 triệu người Mỹ, à 1 triệu người Nhật thì chỉ có chưa đầy 1 người tử vong. Bằng chứng là 123 triệu mới có 800 người. Mà trong đó 1/4 dân số của chúng tôi là người già. Nếu mà nói theo New York, số người chết nhiều nhất là người già. Người già thở không được, người già đau khổ vì vấn đề yếu phổi. Trong khi nước Mỹ này bây giờ người trẻ, đấy chúng tôi mới nhận được bản tin có một người làm văn nghệ ở đây có đứa con nó có 34 tuổi, con trai, cháu nằm có tuần lễ cháu chết. Quý vị thấy chưa? Có lẽ theo ông nào cũng không có biết cái chuyện mà bà con chúng ta để mà sông. Tôi là nhận được quá nhiều điện thoại của bà con nói giáo sư à, cái nghề sông là hay nhất. Vô tình nhiên đã trở thành lăng bóng. Bởi vì có nhiều người họ nó buồn cười lắm. Đau ốm gì không biết, cứ đè ra sông. Sông là nó bớt có mồ hôi. Rồi vì thế này, một trong những cái triệu chứng của bệnh virus tàu cộng là lên cơn sốt. Mà khi chúng ta lên cơn sốt thì chúng ta sẽ khan cổ, chúng ta sẽ ho. Mà càng ho bao nhiêu, càng khan cổ thì sốt nó càng cao. Thế bây giờ làm sao chúng ta hạ nhiệt được? Là chúng ta hết đau. Thì chỉ có một cách là sông để cho nó toát mồ hôi ra thôi. Mà khi nó toát mồ hôi ra thì tự nhiên cổ họng mình nó không còn khan cổ và ho nữa. Và đến giây phút đó thì chúng ta bắt đầu tỉnh táo hơn, thì chúng ta mới hệ thống miễn nhiễm nó mới chống lại virus Vũ Hán. Cho nên nhắm mắt đi, quý vị cứ nhắm mắt sông đi, có chết một tay nào đâu. Lý do là vì mình sông nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nó toát mồ hôi, người mập mà toát mồ hôi nhiều thì lại thành ra da lại còn đẹp nữa, da lại còn láng nữa, có đúng không? Tôi nhận được nhiều điện thoại buồn cười lắm. Người điện thoại thì trách, người điện thoại thì khen, nhưng mà đa số là khen, bảo rằng chúng tôi vấn đề sông nó rất là tốt đẹp, rồi lại uống cái cây cây hoa dandelion. Bộ công an họ cũng khen nhiều lắm. Cho nên cái ông mà có đứa con 34 tuổi, con trai này, ông mới bảo giáo sư ơi, cháu nó có một tuần lễ rồi nó chết à? 34 tuổi, trẻ đẹp trai, đang mạnh khỏe, một vợ một con, chết. Hay là chưa có vợ gì đó tôi không rằng, nhưng mà nó tóm lại là cháu mới có 30 ngoài. Tôi bảo cái hỏi ông có cho nó xong không, mà có biết đâu xong đấy. Cho nên quý vị nhớ cái vấn đề cúm. Cúm Vũ Hán này cũng là một loại cúm. Bất cứ cái anh chàng gì mà nó làm cho mình sốt cứ xong là nó hạ nhiệt, sốt quá nó điên người đó. Thế thì ông thủ tướng Nhật ông ca tụng dân ông tại sao mà lại chết ít? Hóa ra có chính sách 3C, của ông gọi là 3C policy. Chính sách 3C của người Nhật là gì? Close space, tức là mình đừng có đến nhau gần nhau quá. Crowded places, mình đừng có đến cái chỗ đông người quá. Close contact, mình đừng có gần ai quá. Họ thấy rõ ràng cái vi khuẩn này bây giờ nó là như thế. Nếu mà mình tiếp xúc một người gần quá trong vòng 10-15 phút dễ bị lây. Mình đến cái chỗ đông người thế nào cũng có người bị bệnh, mình bị lây. Rồi mình đến cái chỗ gọi là gì, close contact, crowd play và close space, là những cái nơi mà chúng ta chen chúc với nhau là không nên đến. Và nước Nhật hay nhất, no lockdown. Ông ấy bảo kinh tế Nhật của chúng tôi vẫn mạnh khỏe là vì không có giống như ở Hoa Kỳ ra lệnh đóng cửa. Tại sao phải đóng cửa? Cứ để cho dân chúng tự nhiên mà rồi người ta sống thoải mái, giúp cùng không có lây. Hóa ra cuối cùng cái anh chàng gọi là virus Vũ Hán này mà người ta bị lây, đôi khi người ta tuyên truyền một cách bậy bạ. Giống như Fauci cố vấn về vấn đề Covid Vũ Hán này của ông Donald Trump, nó tuyên bố chết mấy trăm nghìn người, đến giờ này mới 100 nghìn người. Cho nên chúng ta trở lại vấn đề, theo như ông cố của cha Long, chúng ta nên cầu nguyện. Cầu nguyện nó sẽ làm cho chúng ta ấm áp, và cầu nguyện đem đến sự thành công cho quê hương và
dân tộc. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.